À, tất cả cùng xem cái câu 35 ha. Câu 35 cô thấy Vinh làm rất là chính xác ha. À, cô xin copy cái câu của Vinh lại đây. Ok. À, đây, Vinh viết như thế này. If a tornado is coming, the safest thing to do is go to. The safest is go to a basement without windows. Okay. Đi xuống cái gì ạ? À? Nếu như có bão đến thì cái điều mà an toàn nhất phải làm đó là đi xuống tầng hầm mà cái tầng hầm đó nó không có cửa sổ ha. Okay. Go to a basement without windows. Ok, nội dung của câu này nó chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, hết rồi ha. Ok, câu số 36. Con sẽ viết như thế nào? And to practice your English, friendly environment offer you a good the New English Institute. The New English Institute này là học viện tiếng Anh mới. Cái học viện mới, một cái trường mới chẳng hạn, học viện ha. Thì chúng ta sẽ viết là gì? The New English Institute. Institute. And như thế nào? Offers you a good có good không? Offer you a good and friendly environment to practice your English, đúng không? Offers you a good nè. And friendly environment to practice your English. Ok. Đó. Người ta đi nguyên cụm luôn. Cho nên là rất là dễ ha. Người ta không có tách từng cái chữ ra. Nó sẽ khó hơn nếu người ta tách từng chữ ra cho con ha. Offers you a good. Offers you a good and friendly friendly environment. to practice your English. Okay. Ở đâu cũng vậy, người ta sẽ cung cấp cho mình một cái môi trường để mình có thể luyện tập nói tiếng Anh ha. Vấn đề là bản thân mình có muốn nói hay không, bản thân mình có sẵn sàng nói hay không. Okay. Nếu con sẵn sàng nói thì con sẽ luyện tập được tốt thôi. Cái phần cuối cùng câu 35, 37 và 89, 90 con nhìn qua trước khi con viết ha. I bought this air conditioner because it consumes less electricity than the others. Tôi mua cái máy điều hòa này bởi vì nó tiêu thụ ít điện hơn so với những cái máy khác, nghĩa là nó ít tốn điện hơn. Okay. Bây giờ máy móc nó đỡ một cái là nó rất là hiệu quả trong cái việc tiết kiệm điện. Ok. Vậy thì cái người ta cho mình là this air conditioner. Thì cái câu này con hãy hình dung đến một cái câu mệnh đề quan hệ. Ta viết như thế nào? Có mệnh đề quan hệ ở trong câu ha. Câu có chứa mệnh đề quan hệ. Ha. Câu 38 là suy nghĩ câu này ha, cô để cái khoảng thời gian cho con suy nghĩ. Câu 38, in spite of trying her best, she couldn't finish her work on time. Mặc dù cố gắng hết sức luôn, nhưng mà cô ấy vẫn không hoàn thành cái công việc đúng giờ. Thì cấu trúc in spite of, mặc dù, con sẽ chuyển thành cái cấu trúc although, nó cũng có nghĩa là mặc dù, nhưng mà cấu trúc nó khác nhau đúng không? Con nhớ cái điều này đúng không? Này cô dặn cái này ngoài luôn á mà không biết con nhớ hay không. Hy vọng là mình nhớ ha. Rồi chuyển đổi cấu trúc thôi. Câu 39, my mother was the most warm-hearted person I've ever known. Mẹ của tôi là người có trái tim nồng ấm nhất mà tôi từng biết. Vậy thì người ta cho mình I have. Người ta dùng chữ ever mà tôi từng biết thì có nghĩa là tôi chưa bao giờ biết một người có trái tim nồng ấm nào như thế, như mẹ tôi. Để mình suy nghĩ ha. Ok,
Câu số 40, John looks like his father very much. John trông giống như ba của mình rất là nhiều, nghĩa là trông rất là giống ba của mình. Thì người ta cho mình John text. Hơi bị khó khăn nha, cam go ha. Không biết người ta cho mình như vậy có nghĩa là gì. Thì con sẽ nghĩ đến một cái câu, một cái cấu trúc mà nó có chứa cái ý là giống như hay là thừa kế cái gì đó của ba mình. Ok. Hơi khó một chút xíu rồi đó. Nè, ta suy nghĩ từ câu 37 và 39, 40 và ta viết câu ha. Ok. Tôi dành cho con khoảng chừng 5 phút cho 4 câu này. Chúng ta sẽ viết câu và tất cả các bạn viết câu giùm cô ha. Cô không thấy câu của các con thì cô đâu thể nào mà cô nhận xét được cái khả năng của con được. Nên con cố gắng tự mình vận động suy nghĩ trước khi cô có thể giải thích cho con. Ok. Rồi, ta làm bài nha. Tôi xem cái câu 37. Tôi mua cái máy điều hòa này bởi vì nó tiêu thụ ít điện hơn những cái máy khác. Cái máy điều hòa này, cái mà tôi mua tiêu thụ ít điện hơn những cái khác. Cái ý chính của mình ở đây chính là vì sao? Chính là cái ý cái máy đó nó tiêu thụ ít điện hơn cái khác. Cái máy nào? Cái tôi mua đó. Ok. Vậy thì cái tôi mua đó là cái bổ nghĩa cho cái máy điều hòa này. Cho nên nó sẽ trở thành cái mệnh đề quan hệ đứng ở giữa câu. Con đồng ý không? Cái máy điều hòa này nó tiêu thụ ít điện hơn cái máy khác. Đó là cái ý chính của câu. Và cái máy nào? Đặt cho chấm hỏi. Cái máy mà tôi mua. Vậy thì cái ý cái máy mà tôi mua đó nó sẽ trở thành cái mệnh đề quan hệ nó đứng ở giữa để nó bổ nghĩa cho this air conditioner. Đồng ý không? Vậy thì cái phần bổ nghĩa đó nó phải đứng liền sau cái danh từ nó bổ nghĩa. Ở đây chính là this air conditioner. Thì chỗ này cái this air conditioner nó là sự vật đúng không? Cho nên chúng ta sẽ làm gì? Which I bought. Cái mà tôi mua. Thì nó như thế nào? Consume less electricity than the others. Chấm. Ok. Thêm một cái ý nữa. Là cái ý của mệnh đề quan hệ which I bought đó nó hoàn toàn có thể được lấy ra khỏi câu. Thì cái câu này cái nghĩa nó cũng không thay đổi. Có nghĩa là this air conditioner consumes less electricity than the others. Anh đồng ý ha. Chính vì vậy ta cũng có thể biến cái câu này trở thành một cái câu có chứa mệnh đề quan hệ không xác định. Nghĩa là sao? Nghĩa là con hoàn toàn có thể có dấu phẩy ở đây. Cô phải ngay đây nha. Nó hơi xa với cái vế ở phía trước. Nhưng mà có lẽ là nhìn được ha. Không đến nổi ha. Và rồi which I bought này ta để nó ở giữa hai dấu phẩy. Và nó sẽ trở thành như thế này. This air conditioner which I bought consumes less electricity than the others. Cái đoạn mệnh đề quan hệ which I bought đó không hoàn toàn có thể lấy nó ra khỏi câu mà câu vẫn không thay đổi nghĩa. Đó là gì? This air conditioner consumes less electricity than the others. Đồng ý không? Ok. Nó sẽ trở thành mệnh đề quan hệ không xác định. Nha. Rồi nó sẽ như thế này thôi. Không có gì hết ha. Tụi con xem lại cái mệnh đề quan hệ. Ít nhất trong bài tụi con sẽ gặp một câu viết mệnh đề quan hệ. Câu viết nha. Ít nhất trong một cái đề con sẽ có một câu viết về mệnh đề quan hệ. Cho nên trong câu này người ta kiểm tra mình mệnh đề quan hệ đó Hiếu Minh ơi. Cho nên con nên ghi mệnh đề quan hệ ha. Bởi vì cái câu ở trên kia nó là because, nó là chỉ nguyên nhân rồi. Thì ở bên dưới này người ta cố ý kiểm tra câu về mệnh đề quan hệ. Nên con nghĩ có khi con nên viết ra cái câu như thế này.
Chứ không phải là dùng lại because, bởi vì because ở trên kia nó có rồi. Ok nha. Ta dùng lại thì nó cũng đâu có gì thay đổi đâu, nó đâu có gì khác đâu. Vấn đề là ta dùng hai cấu trúc nó khác nhau, nhưng cái nghĩa nó cũng vậy, nó không thay đổi. Con hiểu không? À, ở trong cái câu này thì người ta cố tình kiểm tra con và mệnh đề quan hệ. Và con hãy xem lại thật kỹ cái bài mệnh đề quan hệ mà cô có giảng rồi đó. Thì xem lại cái bài này, ít nhất trong cái phần viết con sẽ gặp một câu mệnh đề quan hệ. Nó rất là quan trọng ha. Nó có thể là dùng đại từ quan hệ which, cũng có thể dùng đại từ quan hệ who, hoặc là khó hơn một chút xíu nữa thì con sẽ dùng đại từ quan hệ whose chẳng hạn. Thì phải nắm được cái kiến thức để ta viết cho đúng. Tại cô thấy tụi con một số bạn vẫn còn viết sai đó. Tới giờ này chúng ta học rất là nhiều bài, chúng ta ôn khá là nhiều cái đề rồi đó, tại vì gần đến ngày thi rồi. Cho nên con phải coi lại cái này, kiến thức này rất là quan trọng nha. Nó là kiến thức cơ bản đó. Câu số 38 ta xem. In spite of trying her best, she couldn't finish her work on time. Mặc dù là cố gắng hết sức rồi, cô ấy không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Vậy thì ta hoán đổi cái cấu trúc in spite of này trở thành cái cấu trúc although. Và ta biết rằng in spite of sau nó là một verb in như thế này đúng không? Hay là một danh từ. Vậy thì ta hoán đổi thành although sau nó là một một mệnh đề. Thì mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức mình, cô ấy vẫn không thể hoàn thành công việc đúng giờ, đúng không? Ta có chủ động tâm phía sau chữ although, cô ấy đã cố gắng. Con để ý giùm cô ở trên này, chúng ta có she couldn't finish her work on time, nghĩa là nó đang ở thì quá khứ đơn, đồng ý ha. Vậy thì khi mà đưa vào mệnh đề ở đây thì cái mệnh đề này nó phải có động từ ở quá khứ đơn, chủ động tâm động ở quá khứ đơn. À, vậy thì chỗ này là gì? Although she tried, quá khứ đơn đó. À, her best. Mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức của mình. Try her best. Tried her best. Chúng ta phải và phần phía sau ta viết lại thôi, nó không có gì khó khăn cái chỗ này nữa. She couldn't finish her work on time. Ok, ta chấm câu. Mặc dù cô ấy đã cố gắng hết sức rồi, cô ta vẫn không thể hoàn thành công việc đúng giờ. Và con thấy là chủ từ động từ tân ngữ đúng không? Sau ozone là một mệnh đề, một chủ, một động, một tân. Và ở quá khứ đơn là vì sao trên này quá khứ đơn? À, lưu ý ha, chỗ này cô ghi nè. À, lưu ý thì câu trên là thì của câu dưới, tức là cái thì ta không thay đổi. Ok, cô ghi như thế này để con hiểu ha. Cái thì ta không thể thay đổi được. Ở bên trên kia couldn't, cô gạch chân chữ couldn't finish thì con phải hiểu được là tại sao cô gạch chân nó. Đó là cái thì quá khứ đơn. Thì xuống dưới đây tried ở quá khứ đơn, đồng ý ha. Thì câu trên là thì của câu dưới, cái thì của câu ta không thay đổi được ha. Đó, để đây ha, để đó chơi cho vui, lâu lâu nhìn lại nha. Câu 39. My mother was the most warm-hearted person I've ever known. Mẹ của tôi là người có tấm lòng nhân hậu hay là có trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết. Đối với một người thì lúc nào mẹ của mình cũng ấm áp hết ha. I have. Vậy thì chỗ này sẽ như thế nào? À, tôi hồi nãy cô nói với con là mẹ tôi là người có trái tim ấm áp nhất mà tôi từng biết, nghĩa là tôi chưa bao giờ biết cái người nào có cái tim tim ấm áp như là mẹ mẹ tôi. Ok, vậy thì ở trên kia người ta dùng chữ ever,
Sorry con. Thì xuống dưới đây ta dùng chữ never. À, xuống dưới đây tôi chưa từng biết ai có trái tim ấm áp như mẹ tôi. Ok, I have never. Cô hơi cảm nên cô nói nó không có được rõ lắm, con cố gắng nghe nha. Ok, sorry con. I have never known such a warm hearted person as my mother. Tôi chưa bao giờ biết, và ta thấy là have never known. Know này là chia về động từ cột 3 vì hiện tại hoàn thành động từ ở cột 3. Have đi với động từ cột 3, never đứng ở giữa ha. Một người có trái tim ấm áp như thế. Như thế là như ai? Như mẹ tôi nè, as my mother. Ok. Và cho ta xem cái chữ such này. Cái khó ở trong câu này đó là cái chữ such này con không nghĩ tới. Ha, đúng không? À, cái khó chỗ này này, câu này dễ chết nè. Tại vì ta thiếu một cái chữ, ta sai một cái chữ, ta sai cái trật tự một từ thôi, nghĩa câu đó nó đi luôn rồi. Nó không đúng nữa. Cho nên thật sự là cẩn thận. Đó. Ở nhà ôn bài cẩn thận nha. John looks like his father very much. Ở đây có bạn viết rất là đúng, hình như Khuê Quỳnh á. Khuê Quỳnh viết là đúng câu này ha. Hải Phương xem lại cái câu 39 nè. I have never knew này là không được nè. Đây là động từ cột 2 con. Phải là đưa về cột 3. Yeah, ok. Rồi câu số 40 chúng ta có là gì? John text. Thì ta có cái cấu trúc gì để nói rằng là John có cái nét giống ba mình hay là thừa hưởng những cái điều từ ba mình? Text after. Take after his father very, very much. Chúng ta chỉ viết vậy thôi. John text after his father very much. Ok. Hãy cẩn thận trong những cái câu viết của mình ha. Đó. Ít nhất thì những câu như là mệnh đề quan hệ con đã học rồi nè. Hay là mệnh đề chỉ sự nhượng bộ nè. Hay đôi khi người ta còn cho là câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2 nè. Ít nhất những cái câu đó con đã học rồi thì con phải viết cho nó đúng. Và phải nắm chắc cái cấu trúc để chia thì cho đúng nữa. Ha. Ok, được nha. Rồi, ta qua cái đề tiếp theo. Để cô coi cái phần này nó có bị cắt không nha. Cô sợ cái đề nó bị thiếu. Rồi, ok. Con qua cái đề tiếp theo. Câu này, cái đề này được không? Nó muốn bị mất. Một số cái đề nó bị mất, cô nghĩ là nó bị nhảy trang á. Cô không biết tại sao nó như vậy. Ok. Ơi. Take after là bằng nghĩ với giọng. Cái gì con? Take after. After nó đồng nghĩa với giống đó, tức là thừa hưởng đó. À, thừa hưởng cái gì? Là nó vừa bằng giống mà vừa bằng chăm sóc luôn không con? Look after mới chăm sóc chứ con. Hả? Đúng không? Look after mới là chăm sóc nha. Còn take care of. Take care of someone tức là chăm sóc ai đó. Look after someone cũng là chăm sóc ai đó. Chứ còn cái chữ take after thì nó có nghĩa là nó giống hoặc là thừa hưởng cái gì đó từ ai đó. Ok? Nha. Yeah. Con bị nhầm giữa hai cái cấu trúc khác nhau rồi đó. Hà Vinh nha. Rồi, cẩn thận. Ta sang cái đề tiếp theo. Con xem cái phần pronunciation của phần số 1 và phần số 2 ha. 4 câu đầu. Ta làm nhanh nha. Các bạn làm nhanh những câu. Cả lớp nó cùng xem cái câu số 1 đi ha. Cái phần này mà cô nghĩ cách đọc đuôi ED này và một số bạn vẫn còn bị vướng, bị sai. Thì con phải xem lại nha. Cô không đưa ra cho con một cái nguyên tắc nào.
theo như những cái câu thần chú mà con đã được học ở trên trường ha, hay là cô không chỉ cho con bất kỳ một cái chữ nào mà con nhìn vào nó thì con có thể biết được cái đuôi đó hay cái chữ cuối đó nó kết thúc bằng cái chữ đó thì con đọc như thế đó, thì cô không chỉ con kiểu đó. Con phải hiểu được rằng là ta phải nhìn cái phiên âm chứ ta không nhìn cái chữ hay cái ký tự nó kết thúc của cái chữ đó, nên cô không thể chỉ con như thế được bởi vì nó không hoàn toàn đúng. Và nếu như mà nói về cái phiên âm á thì con lại chưa có am hiểu về phiên âm, nên cô trong cái cách hướng dẫn của cô thì cô hướng dẫn con là hãy học từng chữ luôn. Trong phạm vi của con thì con không học nhiều chữ lắm đâu và các trường hợp nó không có quá nhiều trong cái đề dạng mà pronunciation như thế này, nên cô không chỉ con đọc cái câu thần chú nào đó giống như là con học ở trên trường chẳng hạn, thì có thể là con được chỉ là những cái câu gì đã đọc thì cái câu đó cô nghĩ là nó không hoàn toàn chính xác, cho nên cô không thể chỉ con bằng cách đó. Và cái phần phiên âm thì con phải kiểm tra. Phiên âm thì ta không phải nhìn cái chữ mà ta có thể nói được ngay đó là phiên âm nha, nên học cẩn thận cho cái dạng bài này. Chính vì vậy mà cô chỉ nói từng chữ đối với con là cái chữ đó nó kết thúc bằng cái phiên âm như thế nào thôi, chứ không phải là kết thúc bằng cái ký tự đó thì con sẽ phiên âm như thế này. À, con không nhìn cái chữ mà con nhìn cái phiên âm kìa. Nhưng mà con lại không thấy cái phiên âm, nên cô chỉ nói với con từng chữ đơn lẻ như thế. Thì đến một cái trình độ nhất định chúng ta sẽ học về phiên âm. Ví dụ như ở đây, trong phiên âm thì cái chữ receive này nó kết thúc bằng chữ gì? Chữ verb. Receive. Nếu con kiểm tra trong từ điển Oxford, nó sẽ kết thúc bằng âm v. V. Thì khi Tammy đi vào, nó sẽ đọc là âm r. Đi đó đọc là âm r. Cho nên receive. Khi Tammy đi vào, nó sẽ là received. Ok, con nghe rõ ha. Từ thứ hai, invent, âm này kết thúc bằng t, đúng không? Thì con nhớ rằng cái âm mà kết thúc bằng âm t hay âm d, âm nha, thì nó sẽ là đọc là ed đó đọc là it, thì sẽ là invented, đúng không? Invent, invented, it. À, bắt đầu có thấy khác rồi đó. Rồi tiếp theo design đó là nguyên âm n, design n là nguyên âm kết thúc của cái từ này, cho nên nó sẽ là gì? Đi đó đọc là d, designed ha. Rồi modern noise, thì âm đó là âm z như thế này, thì khi thêm đi vào ta đọc là modernized. Ok, chính vì vậy mà ta chọn câu invented, invented. Nó khác nhất đúng không? Ok, rồi ta xem câu số 2. Một số bạn cũng sai câu này ha. Ta nhìn cái âm mà cái chữ E này người ta gạch chân nè ha. Ok, ta đọc thử xem. Cô không ghi nó ra đây được không? À, ghi luôn đi ha. Thì cái âm của chữ pesticide, cái chữ E đó chúng ta đọc là âm E luôn. Pest, pest mà. Đúng không? Nó là âm E luôn. Rồi entrance, entrance cũng là âm âm E, đúng không? Excellence cũng là âm E. Excellence nó cũng là âm E. Phía sau nó là cái gì nó nữa kệ nữa ha. Nó cũng là âm E luôn. Cô ghi ngắn gọn như thế này là âm E đi ha. Rồi deforestation, E, D. Đâu phải là âm E đâu, đó là âm E. Cho nên bắt đầu mình thấy khác nhất rồi nha. Âm này là âm E. Deforestation, tôi chọn deforestation vì nó phiên âm khác. Nó cũng sẽ rất là tốt cho con để con nhớ được bài khi con có cái câu thần chú để con đọc.
Nó cũng sẽ rất là tốt. Tại vì nó cũng đúng ha. Nhưng mà nó có điều là nó không đúng hết thôi. Cô chỉ e rằng đó một số trường hợp con sẽ bị sai. Nhưng cô không hướng dẫn con đọc cái câu nào hết ha. Ta không có câu nào hết. Ta cứ học từ nào chắc từ đó đã. Ok, con cho con câu nào hết. Bởi vì phiên âm con chưa biết, mà ta phải nhìn viên âm, ta không nhìn cái chữ đó mà ta nói được nha. Con cũng có thể nhìn thấy một số trường hợp có những chữ nó câm đó, thì ta nhìn thấy cái ký tự đó nhưng mà nó câm mà nha. Ok, câu số 3 ta xem. Stress đúng không, nhớ nhấn. Information thì nhấn ở âm âm mấy này nè, chữ sinh nè. Nhấn âm liền trước nó. Information. National bắt đầu khác rồi đó. Information là bốn âm tiết. Information bốn âm tiết. Âm tiết số 3. National âm tiết đầu tiên. Neighborhood. Neighborhood cũng là âm tiết đầu tiên luôn. Neighborhood. Dynamite. Dynamite. Ok, cũng là ba âm tiết nhưng mà âm tiết đầu tiên luôn. Vậy thì ta chọn là information. Dễ không? Không quá thử thách đối với tụi con ha. Câu thứ tư xem. Consume. Nhấn âm tiết nào ạ? Nhấn âm tiết số 2. Consume. Consume. Ta không đọc là consume ha. Consume. Tại vì nó là động từ. Hầu hết các động từ nhấn âm số số 2. Cô nói hầu hết nha, chứ không phải tất cả nha. Nhớ nha. Nó khác nhau lắm. Cho nên là đại đa số những cái động từ thì nhấn âm 2. Nhưng mà có những cái động từ nhấn âm đầu. Ví dụ như động từ mention. Mention. Đó, động từ đề cập đến cái gì đó thì đó là nhấn âm 1. Nó tùy ngữ cảnh nữa, tùy trường hợp nữa, nhưng mà phần lớn hay phần lớn là động từ nhấn âm 2 ha. Rồi replace, đó, động từ mà nó có hai âm tiết như thế này, replace nhấn âm 2. Đó. Solar đây lại là danh từ hoặc là tính từ. Đây nó tính từ đó, tính từ. Solar nó là tính từ mà cái chữ khoa học của xanh đó, mặt trời ha. Vậy thì nó nhấn âm 1, không ai đọc là solar, nó là solar. Đúng không? Rồi occur động từ hai âm tiết nhấn âm 2. Occur. Rồi ta chọn solar. Rồi, ok, vậy ta chọn con solar ha. Và con xuống câu số 5 đến câu số 14. Con sẽ không có choice. Ok, con làm nhanh nhé. Vui lòng viết cái chữ đó giùm cô, đừng có ABCD ha. Cô chạy qua chạy lại cô bị loạn luôn. Ở đây người ta không ghi ABCD mà người ta ghi cái chữ ra. Thì con chịu khó ha, ghi giùm cô cái chữ. Alright, thank you. Ta xem cái câu số 5. Islam is Malaysia's official. Ngay trong cái bài mà nói về Malaysia, có nhớ như bài đầu tiên đúng không? Thì sẽ là gì? Islam is sorry, Malaysia's official religion. Đó là một tôn giáo truyền thống ở không phải truyền thống mà là chính thức ha, ở Malaysia. Okay, chúng ta xem bài cho kỹ ở trong sách giáo khoa thì những cái câu như thế này nó không thể làm khó mình được. Đúng không? Câu số 6, áo dài was worn by both men and women. Áo dài được mặc, trạng từ ha, cái mà ta cần đó là trạng từ như thế nào đó, bởi cả nam và nữ. Rarely phải không, hay là traditional. Traditional không ổn bởi vì trạng từ mà. Ta bỏ cái chữ này đầu tiên đó. Cô thấy rất nhiều bạn chọn cái chữ traditional này, nhưng mà con phải xem lại. Đó là vì ta đang cần ở đây một cái trạng từ chứ không phải một tính từ, mà traditional chính là tính từ. Ta đang cần ở đây là trạng từ.
Cho nên rarely thì nó không hợp về nghĩa, nó chỉ có rarely, frequently và specially, nên là trạng từ của cái câu này thôi. Nhưng mà rarely nó không hợp về nghĩa hiếm khi nè, rồi specially đặc biệt. Ok, thì ta sẽ chọn là frequently, thường mặc bởi cả nam và nữ. Ý ở đây muốn nói là cái trang phục đó nó dành cho cả hai giới luôn. Còn giới thứ ba cũng không biết nha. Ok. Ok. Tôi cũng nói được thôi. À, câu số 7. Every item we sell is made out of recycled. Tất cả những cái hay là mọi cái sản phẩm, item này chính là những cái mẫu sản phẩm, một cái sản phẩm người ta gọi là một item. Khi con bước chân vào một cái cửa hàng, cái cửa hàng đó ví dụ như bán văn phòng phẩm đi, mỗi một cái sản phẩm đó là một cái item, tức là một sản phẩm, một mẫu sản phẩm. Thì mỗi cái sản phẩm mà chúng tôi bán á, thì được làm từ những cái nguyên liệu tái chế. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn là material, làm từ nguyên liệu tái chế. Ta không chọn designer bởi vì đó là nhà thiết kế, nó không hợp về nghĩa ha. Nhà thiết kế tái chế nghe ổn không? Không được ha. Situation là ngữ cảnh, hoàn cảnh. Rồi economy đó là nền kinh tế, thì ta không nói những cái chữ này, nó không, hoàn toàn không thuộc về, không hợp về nghĩa luôn ha, ba chữ này. Cho nên ta chọn material, đó là nguyên liệu, vật liệu tái chế. Câu số 8, ta xem. We have just gone a trip siêu Nha Trang. Đây là một cái yếu tố ngữ pháp mà cô có lần nói với tụi con rồi. Tuy nhiên cô không có biết là con có nhớ hay không. Cô có nói rồi đó. Là chúng tôi vừa tham gia một cái chuyến đi 3 ngày ở hay đến Nha Trang. Vậy thì cái chuyến đi đó là chuyến đi 3 ngày. Và vì cái chữ danh từ chính ở đây đó là trip, một chuyến đi. Một chuyến đi này là chuyến đi kéo dài 3 ngày. Cho nên cái 3 ngày đó nó trở thành như một cái tính từ đứng trước cái chữ trip này để nó mô tả cho cái chữ trip đó, chuyến đi nó như thế nào. Nó kéo dài bao lâu? 3 ngày. Vậy thì nó trở thành tính từ. Và vì nó là một thành phần như một tính từ thì nó không thể biểu hiện ra bên ngoài như là một danh từ được. Nghĩa là ta không thể thêm số nhiều vào nó. Ha, ta không thể thêm số nhiều vào nó, nghĩa là câu này là sai đầu tiên nè. Đó. Và thêm một cái nữa, nó có một con số nhiều hơn một và đi với một cái danh từ, nó đứng trước nguyên cái cụm đó, nó đứng trước một cái danh từ khác, ở đây là chữ trip á, thì nó phải có dấu gạch nối giữa cái con số đó và cái danh từ tiếp theo. Cho nên cái câu này không đúng. Và khi nói một chuyến đi 3 ngày thì ta phải nói là 3 day chứ không ai nói là day 3. Là ngày thứ 3. Hay là ngày 3 thì không được luôn ha. Không ai nói như thế này. Cho nên chỗ này sẽ là 3 day trip. Còn không thấy nó có S ở đây đúng không? À, đó vì chữ day này nó không còn là danh từ nữa. Nó sẽ trở thành tính từ để bổ nghĩa cho chữ trip. À, cho nên nó không được thêm số nhiều. Ví dụ như cô nói một đứa trẻ 3 tuổi thì một đứa trẻ thì con sẽ có là a child đúng không? Mà đứa trẻ đó 3 tuổi, con sẽ có cái 3 tuổi đó đứng trước danh từ child ở đây. Đó là gì? 3 year old. Cô để như thế này luôn. A 3 year old child. Và ta không hề có chữ years là thêm số nhiều ở đây. Không được. Ha, nó sai. Rồi hoặc là con có thể thấy ở trên trường á, đôi khi con lại nhìn thấy mà con nghĩ là thầy cô viết sai, nhưng mà không, nó đúng ha. Ví dụ như thầy cô ghi là gì? 15 minutes test. Một cái bài test 15 phút, một bài kiểm tra 15 phút thì nó có đến 15 phút lận mà sao mà thầy cô lại ghi minutes không có s, thầy cô ghi sai rồi. Không phải, 15 minutes này nó sẽ trở thành một cái tính từ để bổ nghĩa cho test. Bài test đó kéo dài bao lâu? 15 phút.
Và vì nó sẽ trở thành tính từ, vai trò của nó là tính từ trong cái cụm này, cho nên nó không biểu hiện cái vai trò như một danh từ, là không thêm số nhì vào đây. Ok, cô nắm được điều này nha, tôi nhớ nha. À, cho nên đây là cái chỗ này là cái điểm ngữ pháp mà đã học rất là lâu và nhiều khi con không để ý, nó nhỏ lắm đúng không? Yeah. Cho nên ta chọn cái câu này 3 day. Okay. Rồi. The Lunar New Year normally comes late in January or early February. Có nghĩa là tháng cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Đối với một tháng của một năm thì ta dùng cái từ gì? In. Một số bạn có thấy ghi là on á thì nó không đúng ha. Add và to thì không nói rồi ha. Cái này ta bỏ ngay từ đầu. Nhưng mà on không đúng. Đối với tháng của năm thì ta dùng in. In January, in February, in March, in April, in May. Ví dụ như thế. Câu số 10. Câu số 10. Academy. Academy of Language Center has a teacher. Okay. Vậy thì ta đang cần một cái tính từ để bổ nghĩa cho teachers này, đúng không? Okay. Tính từ đó nó phải có một cái nghĩa, nó bổ nghĩa cho teachers, nhân từ teachers. Học viện ngôn ngữ hay là học viện của trung tâm ngôn ngữ thì có giáo viên, những giáo viên như thế nào? Informative, rất là thông tin. Necessary, cần thiết. Available, là có sẵn. Và well qualified. Well qualified nghĩa là giảng dạy tốt. Ở đây đối với giáo viên người ta gọi là giảng dạy tốt, hay là giáo viên chất lượng á. Well qualified, chất lượng nghĩa là giáo viên dạy hay. Ok, ta chọn cái chữ này phù hợp hơn ha. Câu số 11. You like watching sports, Trung. Đây là câu hỏi đuôi. Bạn thích xem thể thao đúng không? Đúng không, Trung? Vậy thì có bạn chọn cái này nè. Thì con sẽ lưu ý rằng chữ he này làm gì mà đi với chữ don't được. Hai cái này nó không đi với nhau. Cô không cần nhìn cái câu, cô đã thấy con chọn sai rồi. Đó, một số bạn chọn câu này thì không đúng ha. Và nên nhớ rằng câu hỏi đuôi phía trước khẳng định thì phía sau phủ định. Cho nên phía sau mà khẳng định như thế này thì ta bỏ luôn. Và câu hỏi là hiện tại thôi, cho nên là don't you. Vậy thôi ha, ta chọn câu này. Câu này dễ lắm á. Con còn làm sai nữa là không ổn rồi. Coi lại nha. Đối với câu hỏi đuôi thì phía trước khẳng định như thế này, phía sau ta sẽ phủ định. Và ngược lại, nếu phía trước phủ định hoặc có chứa những cái chữ mang nghĩa phủ định như là never, rarely, hardly ever gì đó, thì phía sau này con sẽ chia nó là khẳng định, đúng không? Phía trước phủ định, phía sau khẳng định, tức là hai vế phía trước và phía sau nó ngược nhau. Và rồi ta xem cái thì. Thì ở đây là thì hiện tại đơn. You like watching sports. Like này được chia ở hiện tại đơn bình thường, thì ta chia ở hiện tại thôi, cho nên không có did you nữa ha. Mà did you cũng không đúng, bởi vì nó phải phủ định. Ok. Don't he, không bao giờ có tình trạng này, không bao giờ có cái trường hợp này, nên không chọn được. Cô không cần đọc câu mà cô thấy con chọn cái này là cô thấy con sai rồi. Câu 12. We must wake to make the beach a clean and beautiful place again. Chúng ta phải làm việc hết sức là chăm chỉ để làm hay là biến cái bãi biển trở thành một nơi đẹp và xanh sạch đẹp. Trở lại thành một nơi đẹp và xanh sạch đẹp. Vậy thì nơi xanh sạch đẹp đó ha, clean and beautiful place again. Vậy thì chúng ta phải làm việc chăm chỉ. Work hard. Chúng ta không chọn hardly. Một số bạn chọn hardly là sai. Vì hardly nó không còn nghĩa chăm chỉ nữa. À, con lưu ý rằng hard này nó có nghĩa là chăm chỉ và nó vừa là tính vừa là trạng. Nhớ nha. À, dễ sai quá ha. Vừa là tính vừa là trạng và nó có nghĩa là chăm chỉ. Và nếu như mà ở đâu đó mà con phải chọn hardly thì hardly này nó lại có nghĩa là hiếm khi.
Xin lưu ý nó là trạng từ thôi. Và nó là hiếm khi. Hiếm khi nào? Anh ta hiếm khi nào hút thuốc, anh ta hiếm khi nào ăn bánh ngọt, ví dụ như thế. Thì đó là hiếm khi. Một cái trạng từ chỉ sự thường xuyên, nó nằm trong nhóm adverb of frequency, đúng không? Thì chỗ này ta không chọn hardly được ha. Một số bạn chọn hardly thì cô giải thích tại sao ta không chọn hardly. Good, work thì ta không đi với good, bởi vì work là động từ bình thường và good là tính từ. Thì làm sao mà động từ này work đi với tính từ good được? Động từ này chỉ hành động thì phải đi với một trạng từ. Rồi fluent nó cũng là tính từ, nếu mà là trạng từ là fluently, nhưng mà nghĩa của nó là trôi chảy, chúng ta phải làm việc trôi chảy. Nghe được không? Ok, không được ha. Mình bỏ hai trường hợp này đi. Ok, vậy thì ta sẽ chọn cái chữ hard. We must work hard to make the beach clean before again, before plays again. Ok. Câu số 13. Cấu trúc là gì? Lại là cấu trúc nữa, là look forward to. Xin lưu ý là doing something. Trông đợi, trông mong làm gì đó. Ok, làm gì đó. Thì ở phía sau chữ look forward, ở bên người ta chia thì hiện tại tiếp diễn thôi. We are looking forward. Thì không có gì hết ha. Look forward to seeing. Hãy chọn câu này. Ok. Good work for me. Chúng tôi trông đợi gặp lại bạn. Chúng tôi rất mong gặp lại bạn. Đúng không? Câu số 14 mà xem. Có một cái cuộc đối thoại ngắn giữa speaker A và speaker B. Hi, have you watched the news today? Xin chào, hôm nay xem tin tức gì chưa? Người B mới nói, not yet, what's up? Chưa, có chuyện gì hả? Hay là, no, I'm full. Không, tôi no rồi. No rồi thì không cần xem tin tức nữa. Yes, we do. Vâng, chúng tôi xem rồi. Nhưng mà chỗ này chúng ta sẽ thấy là we do này không ổn ha. Bởi vì người ta hỏi là have you mà. Have you watched? Tức là cái câu hỏi của người ta là hiện tại hoàn thành. Mà mình lấy cái thì hiện tại đơn để mình trả lời thì không đúng. Người ta dùng hiện tại hoàn thành để hỏi thì mình dùng hiện tại hoàn thành để trả lời. Người ta dùng thì hiện tại đơn để hỏi, mình dùng hiện tại đơn để trả lời. Người ta dùng quá khứ đơn để hỏi, mình dùng quá khứ đơn để trả lời. Nghĩa là cái thì nó phải hợp lý. Ta không chọn cái này ha, vì không đúng về thì. Ta không chọn cái này vì không đúng về nghĩa. Không, tôi no rồi. Hay là really? Thật sao? Một cái sự ngạc nhiên thì chỗ này ta không chọn luôn. Chưa xem nữa. Tôi chưa xem. Có chuyện gì hả? Thì để câu này mới là câu đúng ha. Là yeah, what's up? Ok, có chuyện gì hả? Ok. Rồi, ta xuống cái phần câu số 15 và 16. Con xem cái bảng và những cái ghi chú, cái chữ ghi chú rất là ngắn ở đây. Và ta xem mình cần phải chọn cái gì ha.